hủy phá tượng Phật phải chịu tội. Chuyện này người ở quận Tô đều biết. Chú giải của soạn giả. Triều Thanh vào năm đầu tiên niên hiệu Khang Hy, tức là năm 1662. Gỗ đàn hương rất có giá. Quận Tô có một hiệu buôn gỗ hương, bỏ ra 3 lượng bạc thỉnh về một pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau đó suy nghĩ tính toán rằng, nếu phá pho tượng này ra để bán gỗ dùng thì có thể được 16 lượng. Liền chuẩn bị chẻ tượng ra. Có một người thợ làm công, sợ làm như vậy mang tội, nên hết sức can ngăn. Nhưng đứa con rể của ông chủ hiệu buôn lúc đó đến đón vợ. Đang ở tại nhà cha vợ, liền chỉ mặt người làm công mà nói: "Mày chỉ là người làm công, đâu phải việc của mày. Cứ nghe lời mà làm đi." Đêm hôm đó, người con gái của chủ hiệu buôn bỗng đau bụng không thể về nhà, phải ở lại 3 hôm để trị bệnh. Qua hôm sau, trên đường phố có một đứa bé khoảng 6 tuổi đang đi theo cha. Bỗng chỉ tay về phía hiệu buôn gỗ hương, hỏi cha: "Cha ơi, sao trên nóc nhà kia lại có niêm phong màu đỏ phong kín thế?" Người cha cho rằng đứa bé nói bậy, nên cấm không cho nói nữa. Đêm ấy, hiệu buôn gỗ hương bỗng tự nhiên phát hỏa, lửa thiêu duy nhất một nhà ấy thôi, cả nhà không ai sống sót. Đứa con rể của chủ hiệu định nhảy ra từ một lỗ thoát trên tầng lầu, nhưng bỗng thấy như có vật gì ngăn giữ lại, cuối cùng phải chịu chết trong lửa. Riêng người thợ làm công, ngay buổi sáng sớm hôm trước chưa xảy ra hỏa hoạn, bỗng có một hiệu buôn trầm hương khác đến khẩn thiết mời sang giúp họ 2 hôm. Nhờ thế mà thoát khỏi nạn này. Lời bàn: hủy hoại tượng Phật, làm thân Phật chảy máu, là một trong 5 tội nghịch phải đọa vào địa ngục vô gián. Vì thế, nếu thấy việc như vậy mà không khuyên can ngăn cản, ác sẽ gặp nạn dữ vào thân. Còn nếu khởi, dù một chút tâm lành, liền được thiện thần bảo vệ. Chỉ do tâm niệm của đứa con rể ông chủ hiệu buôn gỗ hương và người thợ làm công kia hoàn toàn khác nhau, nên một người vốn đang muốn rời khỏi hiệu buôn ấy để về nhà, nhưng lại khiến cho không về được. Một người vốn không có ý muốn rời khỏi hiệu buôn ấy, nhưng lại khiến cho phải rời đi để tránh tai họa. Quả thật là họa với phúc vốn không định sẵn, chỉ do người tự chuốc lấy mà thôi. Bồi thường gấp 10 lần. Chuyện này do chính họ Lăng tự thuật. Chú giải của soạn giả. Huyện Trấn Giang thuộc tỉnh Giang Tô có người tên Lăng Khải, tên tự là Tử Chánh. Vào năm Quý Mão thuộc niên hiệu Khang Hy, tức là năm 1663, ông ta vì ghét con chó của người hàng xóm hung dữ cắn người, liền dụ nó vào một ngõ hẹp rồi bích lối ra, muốn bỏ đói cho nó chết đi để dứt mối họa. Khoảng 1 tuần sau, mở chỗ bích ra xem thử, thấy con chó chưa chết mà vẫy đuôi đi ra, từ đó không cắn người nữa. Nhưng đống đất trên nền gạch trong ngõ bị chó ăn hết khoảng 1/2. 2 tháng sau, chó tự nhiên chết. Đêm ấy, Lăng Khải nằm mộng, thấy mình đi đến một phủ đường, có 2 người dáng vẻ tôn quý ngồi 2 bên. Người áo xanh hỏi: "Làm người mà không có lòng nhân hậu thì sao?" Người áo đỏ nói: "Phải đền lại gấp 10 lần." Liền sai quân dẫn Lăng Khải đến phía sau nhà, thấy trong vườn hoa mai nở rộ, dưới gốc cây có một chậu nuôi cá vàng. Trong chậu nổi lên một con cá chết. Tên quân kia chỉ vào mà nói: "Chữ ngục do từ chữ khuyển là con chó mà ra, ông đã biết chưa? 10 năm sau sẽ ứng nghiệm." Lăng Khải tỉnh mộng, lấy làm lạ lùng, không hiểu được gì cả. Đến tháng Giêng năm Quý Sửu, tức là năm 1673, vì chuyện của người khác mà Lăng Khải lại bị vu cáo, rồi tống giam vào ngục. Khi vào trong ngục, cũng thấy hoa mai vừa nở, có con cá vàng chết nổi lên trong chậu, giống hệt như những gì đã thấy trong giấc mộng. Quả nhiên phải chịu đói đến 7 ngày,
chỉ còn chút hơi thở thều thào sắp chết. Lại tiếp tục bị giam trong ngục đúng 100 ngày mới được thả. Quả nhiên phù hợp với lời nói, phải đền lại gấp 10 lần. Lời bàn. Quỷ thần nói trước, việc 10 năm sau, sẽ có người du cáo bị giam vào ngục. Điều đó cũng không phải là khó lắm. Riêng những việc như hoa mai nở, cá vàng chết mà cũng có sự ấn định sẵn, ấy mới thật là kỳ lạ. Cho nên bậc đại A-la-hán chứng đắc thần thông tất nhiên có thể biết được những việc trước sau 48.000 đại kiếp, hoặc như tuổi thọ dài ngắn của chư thiên, thế giới thành hoại lâu hay mau. Hết thảy những việc ấy đều có thể ngồi yên mà tự biết rõ ràng. Lăng Khải là người chất phác, thành thật, rất giỏi môn hoàng cực số của Thiệu Tử. Tôi với ông ấy từng gặp nhau nhiều lần. Chính miệng ông đã kể lại đầu đuôi câu chuyện này cho tôi nghe. Mộng thấy xương gà. Chuyện này do người ở Lâu Đông kể lại, chú giải của soạn giả. Vào triều Thanh, vùng Tứ Xuyên, có người tên Dương Lâm, tên tự là Hoài Mi. Vào niên hiệu Thuận Trị thứ 13, tức là năm 1656, vào làm trong kho lương ở Thái Thương, thuộc tỉnh Giang Tô. Không lâu lại được thăng chức làm huyện lệnh Lâm An, thuộc tỉnh Triết Giang. Ông làm quan thanh liêm chính trực, chỉ có điều bản tính rất thích ăn thịt gà, trải qua đã nhiều năm. Vào niên hiệu Khang Hy năm thứ 16, tức là năm 1677, Dương Lâm nằm mộng, thấy mình bị bắt đến âm phủ, nhìn thấy một đống xương chất cao như núi. Bên cạnh có người chỉ vào đó mà nói: "Đây là xương của những con gà mà ông đã ăn, rồi ông sẽ phải đến đây để đền tội. Nhưng vì nhân duyên xấu còn chưa dứt, nên đợi ông ăn thêm 47 con gà nữa, rồi sẽ bắt đến đây." Dương Lâm tỉnh dậy lấy làm lạ, trong lòng cũng sợ, liền tự mình hạn chế. Mỗi con gà chia ra ăn trong 3 ngày, nhưng miệng thèm không nhịn được nên đổi thành 2 ngày, rồi thì trở lại ăn như cũ. Ăn đến con thứ 45 thì bị ốm nhẹ. Trải qua một đêm, bệnh lại trở nặng, vừa ăn xong con gà thứ 47 thì chết, đúng như con số trong giấc mộng. Lời bàn. Có người ngờ rằng số gà bị ăn, nếu đã định sẵn số lượng, ắt là những con gà đã ăn trước đó cũng có số lượng định sẵn. Vậy sao còn có quả báo giết hại? Đó là vì không biết rằng số 47 con gà đó chỉ là âm ty dự đoán sẽ bị Dương Lâm giết hại, chứ không phải số gà ấy nhất định phải bị giết hại. Giả sử như sau khi nằm mộng mà Dương Lâm hạ được quyết tâm không giết gà nữa, thì con số đó tất nhiên không buộc được ông. Mà số gà đã giết hại trước kia cũng có thể cầu nguyện cho được siêu độ. Sự tu hành cũng giống như vậy. Nếu có thể phát tâm dứt khoát, đoạn trừ tập khí phiền não xấu ác, thì sinh tử làm sao trói buộc được ta. Làm quan tàn ác, tự thiêu mà chết. Người ở Côn Sơn đều kể cho nhau nghe chuyện này, chú giải của soạn giả. Triều Thanh, vào năm đầu tiên của niên hiệu Khang Hy, tức là năm 1662, quan tri huyện Côn Sơn là Lý Khai Tiên, dung mạo xấu xí mà tâm tính lại tàn ác. Người trong huyện căm ghét nên gọi là ông Lý Mặt Chàm. Mỗi khi trưng thu các khoản thuế phí, đối với những người giao nộp thiếu hoặc không nộp, họ Lý nhất định sử dụng gậy lớn để đánh phạt, thường đánh người chết ngay dưới gậy, máu chảy nhuộm đỏ cả công đường. Đến khi họ Lý bãi quan rồi, không về quê, đến sống ở Tô Châu, chỉ trong khoảng 3-4 năm mà người nhà tự nhiên dần dần chết sạch. Còn lại duy nhất một đứa con gái lại tư thông với người đầy tớ, rồi bỏ nhà theo anh ta trốn mất. Họ Lý còn lại một thân một mình, nghèo đói không đủ ăn, lại phải tự mình vào bếp nấu nướng. Một hôm, trong lúc cúi xuống thổi lửa, cúi đầu sâu vào cửa lò, bị lửa thiêu đầu mà chết. Lời bàn. Xưa nay,
tuy cũng có những quan huyện tàn khốc bạo ngược, thật chưa thấy ai tàn khốc hơn ông này. Nhưng ngay trong đời đã phải tức thời nhận chịu quả báo tàn khốc, cũng thật chưa thấy ai nhanh chóng hơn ông này. Phước báo xa thì ảnh hưởng đến cháu con. Giảng rộng. Đem việc đời sau mà nói với người, ác chỉ có khoảng một nửa số người chịu tin, còn một nửa thì nghi ngờ. Nhưng đem việc con cháu nối dõi mà nói, thì bất luận kẻ trí người ngu, ắt là tất cả đều tin chắc cả. Người không biết rằng, thật có nghiệp nhân quả báo của chính mình, quả là bất hạnh, nhưng vẫn còn chút may mắn là biết đến cháu con. Nhưng cháu con có được hiền lương hay không, thật cũng không thể biết trước chuyện về sau được. Tuy nhiên, những người con cháu có phẩm hạnh, tài trí hơn người, vẫn thường xuất hiện rất nhiều trong những gia đình đạo đức. Kinh Thi có câu: nhà có đức độ thì con cháu đều được tốt đẹp hưng thịnh. Kinh Thư lại có câu: lấy công nghiệp với đức hạnh truyền lại cho con cháu về sau. Những lời dạy của các bậc thánh hiền đời trước rất hiển nhiên, mà đến nay thì lại càng thêm rõ rệt hơn nữa. Sự tốt đẹp nếu đến đời sau 10 đời hoặc 5 đời, tất nhiên gọi đó là phước báo xa. Nhưng nếu như được thật nhiều con cái tài năng đức độ đông đúc một nhà, nhìn thấy ngay trước mắt, thì đó cũng vẫn gọi là phước báo xa. Vì sao thế? Ấy là vì lấy theo tự thân mình mà nói. Nếu phước báo không phải đến với tự thân mình, thì đều gọi là phước báo xa. Trưng dẫn sự tích. Đem hết lòng thành dạy dỗ muôn người. Trích từ Tống Sử, chú giải của soạn giả. Đời Bắc Tống, có người tên Đặng Chí, nhận học trò dạy tại nhà. Mỗi khi có người đưa con em đến xin học, ông đều hết sức thật lòng dạy dỗ. Trước tiên là lễ nghĩa đức hạnh, sau đó là văn chương, tài nghệ. Học trò ông có rất nhiều người thành đạt, con cháu ông cũng nhiều người đỗ đạt vinh hiển. Vào niên hiệu Hy Ninh năm thứ 9, tức là năm 1076, Hoàng đế Bắc Tống là Tống Thần Tông ngự đến điện Tập Anh, đích thân lựa chọn tiến sĩ. Lúc bấy giờ, con trai trưởng của Đặng Chí là Đặng Oản. Đặng Oản, sinh 1026, mất năm 1086, là vị quan khá nổi tiếng đời Bắc Tống, được ghi tên vào Tống Sử, quyển 329. Ông còn để lại khá nhiều trước tác như Trị Bình Văn Tập 30 quyển, Hàn Lâm Chế Tập 10 quyển, Tề Viên Chế Tập 3 quyển, Tấu Nghị 20 quyển, Tạp Văn Thi Phú 50 quyển, vân vân. Đang giữ chức Hàn Lâm học sĩ nên đứng cạnh hoàng thượng. Khi xướng tên những người được tuyển chọn, đến tên em trai ông là Đặng Tích, Oản bước xuống trước điện lễ tạ. Lại xướng đến tên hai đứa cháu của ông, Oản cũng bước xuống trước điện lễ tạ. Hoàng thượng thấy cảnh ấy rất hài lòng, nhìn ông cười lớn. Dương Cung Công đứng bên cạnh cũng ngợi khen rằng: ấy nhờ người cha là Đặng Chí đem hết lòng thành dạy dỗ muôn người, nên kết quả cháu con mới được như thế. Lời bàn. Người khác đã gọi mình là thầy, quay mặt về hướng Bắc. Theo nghi lễ thời cổ đại Trung Hoa, bầy tôi đối với vua hay học trò đối với bậc thầy, khi hành lễ đều quay mặt về hướng Bắc để bày tỏ sự thuần phục, tôn kính. Phụng sự tôn thờ mình, thì mình phải đem hết lòng thành ra mà dạy dỗ. Như vậy mới không phụ lòng mong đợi của họ. Đặng Chí đã hết lòng giúp cho con em người khác được thành tựu. Tất nhiên, trời cũng giúp cho con cháu của ông được thành tựu, tiếp nối sinh ra những bậc tài trí đức độ. Đó cũng là lẽ đương nhiên phải vậy. Mất con rồi lại sinh con. Trích từ sách Công Quá Cách, chú giải của soạn giả. Vào đời Bắc Tống, ở Kiền Châu, nay là Cảm Châu thuộc tỉnh Giang Tây, có người tên Dương Nhữ Bật, thường rất cẩn trọng trong lời nói và việc làm. Khi ấy ở thôn phía đông, có người tên Lưu Lương,
ở thôn phía Tây có Hà Sĩ Hiền. Cả hai đều có ông nội, trước đây là người hết sức hiền thiện, thường làm nhiều việc tích đức. Vào năm Quý Mùi thuộc niên hiệu Sùng Ninh, tức là năm 1103, thuộc đời vua Tống Huy Tông, hai nhà Lưu Hà đều sinh con trai. Cả hai đứa con lớn lên đều thông minh xuất chúng. Hai nhà liền thỉnh Dương Nhữ Bật làm thầy dạy. Lưu Lương với Hà Sĩ Hiền tuy nhà giàu có, nhưng đối đãi với người khác hết sức khắc nghiệt, khinh bạc, thật kém xa ông nội của họ. Đến tháng 3 năm Tân Mão, thuộc niên hiệu Chính Hòa, tức là năm 1111. Một hôm Dương Nhữ Bật đang đứng trước cửa, bỗng thấy một đoàn người ngựa đi qua, dáng vẻ giống như quan quân. Họ đi về phía nhà Hà Sĩ Hiền, vào thẳng trong cửa, rồi có người đưa ngón tay lên vẽ thành hình gì đó. Sau đó lại đi sang nhà Lưu Lương, cũng làm giống như vậy. Dương Nhữ Bật đến hỏi cả hai nhà, họ đều nói không thấy, không biết gì cả. Không bao lâu sau phát sinh nạn dịch, hai đứa con của Hà Sĩ Hiền và Lưu Lương đều chết cả. Mùa thu năm ấy, Dương Nhữ Bật thấy mình bị bắt, đưa đến Minh Phủ dưới Âm Ty. Nhìn thấy Diêm Dương đầu đội mũ miệng, ngồi quay mặt về hướng Nam, gọi Dương Nhữ Bật mà hỏi. Ông là Dương Nhữ Bật ở Kiền Châu thuộc tỉnh Thiểm Tây phải không? Ông liền đáp. Không phải, tôi là Dương Nhữ Bật ở Kiền Châu thuộc tỉnh Giang Tây. Diêm Dương liền lệnh phán quan tra xét lại. Thấy Dương Nhữ Bật này tuổi thọ còn dài, hóa ra đã bắt nhầm người. Dương Nhữ Bật nhân đó liền thưa hỏi về hai đứa con của Hà Sĩ Hiền và Lưu Lương, vì sao đều chết yểu. Diêm Dương đáp, hai đứa ấy lẽ ra sau này sẽ là hai trụ cột, phò tá triều đình. Do Thiên Tào xét âm đức ông nội của họ rất lớn, nên xứng đáng cho con cháu được hiển dinh. Chỉ vì Lưu Lương với Hà Sĩ Hiền, hai người ấy tâm niệm không tốt, hành xử đối đãi hoàn toàn trái ngược với ông nội, vì thế mới thu hồi hai đứa con quý hiển. Không bao lâu nữa sẽ tước bỏ luôn toàn bộ sản nghiệp của hai nhà ấy. Dương Nhữ Bật được sống lại mới biết đã chết hai ngày rồi. Dương Nhữ Bật liền gọi cả hai người Lưu Lương và Hà Sĩ Hiền đến, thuật lại tường tận mọi việc. Cả hai đều rơi nước mắt hối hận, từ đó đem hết sức rộn làm việc thiện, cứu người giúp đời. Đến năm Ất Mùi, tức là năm 1115, cả hai nhà lại sinh được con trai. Họ Lưu đặt tên là Lưu Triệu Tường, họ Hà đặt tên là Hà Ứng Nguyên, lại cũng thỉnh Dương Nhữ Bật làm thầy dạy. Đến năm Quý Sửu thuộc niên hiệu Thiệu Hưng, tức là năm 1133, cả hai đều đỗ tiến sĩ, được ban phong địa vị cao quý, dinh hiển. Lời bàn: nhờ có ông nội tích âm đức nên được ban cho quý tử, nhưng do tâm tính không tốt, đối đãi khắc nghiệt, khinh bạc với người khác mà còn bị mất con. Huống hồ, nếu không có ông nội tu nhân tích đức thì phải gánh chịu quả báo còn đáng sợ đến mức nào nữa. Lại ngay trong đời hiện tại, đã bị báo ứng xấu, mất đi quý tử, nhưng nhờ biết tu nhân tích đức nên lại sinh được quý tử. Huống chi nếu người chưa bị trời khiển trách mà sớm biết tu nhân tích đức thì quả báo còn tốt đẹp đến mức nào nữa. Thế mới biết câu: cầu con cái sẽ được con cái, quả là đúng thật, không phải lời hư dối. Chỉ có điều là cần phải biết phương cách để cầu như thế nào mà thôi. Thần chỉ đất chôn, trích từ sách Thiện Dư Đường Bút Thừa, chú giải của soạn giả. Câu chuyện này cũng đã được trích dẫn ở phần Sông Rộng giúp thuyền bè đưa người qua lại, được ghi là trích từ sách Ý Hành Lục. Dùng Kiến Ninh có quan thiếu sư là Dương Dinh, gia đình nhiều đời làm nghề đưa đò để sống. Có một năm mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao, ngập trôi các vùng dân cư, khiến người đuối nước theo dòng trôi xuống rất nhiều. Các thuyền khác đều tham vớt tài vật trôi sông, chỉ riêng ông cố với ông nội của thiếu sư đem hết sức chuyên tâm cứu người.
tuyệt nhiên không vớt lấy bất kỳ món đồ vật nào. Người làng đều cười chê là ngu dại. Đến khi cha của thiếu sư sinh ra, thì gia đình đã dần dần khá giả lên. Một hôm có vị thần hóa thành đạo sĩ đến nói với cha thiếu sư rằng: ông nội của ông có âm đức lớn, con cháu về sau sẽ được phú quý vinh hiển, nên cải táng nơi chỗ đất này. Rồi chỉ cho một chỗ đất, gia đình y theo đó mà cải táng. Thế đất ấy ngày nay các thầy địa lý gọi là Gò Bạch Thố. Sau sinh ra thiếu sư, 20 tuổi đã đỗ đạt, địa vị lên đến hàng tam công. Ông cố và ông nội cũng được triều đình truy tặng quan tước như vậy. Con cháu về sau, nhiều đời đều được phú quý hưng thịnh. Lời bàn: những cuộc đất chôn tốt hay xấu đều có quan hệ đến những nguyên lý nhất định. Không phải con người có thể cố sức gượng ép mà cầu được. Người đời không lo tu nhân tích đức, chỉ lo cầu thầy địa lý giỏi, mong được chỉ cho chỗ đất chôn tốt lành. Quan niệm như thế thật hết sức sai lầm. Nhưng nếu hoàn toàn không tin phong thủy, chẳng quan tâm đến phương hướng ngày giờ, nói rằng chỉ cần chọn chỗ ngày sau không làm đường xá, không xây thành quách là có thể an táng được, ác có thể nhầm chôn thân nhân vào nơi cuộc đất hung sát tuyệt địa, như thế cũng là sai lầm. Cứ xem như cuộc đất táng của nhà thiếu sư phát khởi được sự tốt lành, ấy là có quan hệ đến việc được thần nhân mách bảo, thì thấy rằng thuyết phong thủy thật không thể không tin. Nhưng lại xét việc ông cố, ông nội của thiếu sư đã tu nhân tích đức như thế, nên gia đình mới gặp được cuộc đất tốt lành như thế, thì biết rằng cũng không thể hoàn toàn dựa vào nơi thuyết phong thủy. Nam mô A Di Đà Phật.